Nhân vật Uetun Nakang Lim, tập 21, tiếp tục với tập trước, trở lại trước đó, Gia Hy Lê bước mệt mỏi, a, hôm nay toàn mấy chuyện vô nghĩa, cô ta cứ thách đấu với mình mỗi khi có cơ hội. Chơi tung đồng xu đi, cô biết chơi bài không, hay là chơi làm mafia, mình đã thắng áp đảo cô ta ở mọi thứ trừ mấy trò chơi ra. Từ khi mình và cô ta chơi với nhau, cả lớp đã luôn bắt đầu theo dõi hai đứa, đến tận bây giờ vẫn chưa xong, mình mệt quá rồi. Nhỏ đang đi thì bất ngờ đứng lại, hả? Vâng, hết tiết học rồi. Gia Hy nghe Sirin nói mà nghĩ, cô ta nói sẽ tới câu lạc bộ trước, sao giờ cô ta vẫn chưa vào trong? À, chắc là cô ta vẫn chưa có chìa khóa, Kang Lim và mọi người vẫn đang trong ca trực nhật. Không sao đâu ạ, quản lý xong, bạn cùng lớp của em, ai cũng tốt hết. Quản lý xong là, à, là người đã khiến cô ấy trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, mình đã đọc về nó ở lúc Rosentia trên Wikichi trước đây. Không chỉ có mỗi thế đâu ạ, hôm nay ở trường vui lắm. Lúc đầu em không chắc có nên đi tới trường không, nhưng bây giờ thì em không còn gì hối hận nữa rồi. À, cũng có một người mà em không ưa nổi, tính cách của bạn ấy thật khủng khiếp mà, cô vừa nói tính ai không khiếp hả, bạn ấy và em cãi nhau nhiều lắm. Nhưng, nó vẫn vui lắm ạ, lần đầu tiên, em cảm giác em thực sự có bạn chứ không phải là đồng nghiệp. Em thích cảm giác này lắm, vâng, em vẫn luôn tương tác với fan mà, không cần lo đâu ạ. Nghe Sirin nói mà Gia Hy nhớ lại lời của Kang Lim, nhìn qua thì hai người có vẻ khác nhau, nhưng thực ra lại giống nhau lắm đấy. Bên ngoài thì cô ấy tự tin vậy thôi, nhưng bên trong cũng đang lo lắng lắm đấy, giống như ai đó ha. Nhớ lại lời thanh niên nói đúng với nỗi lòng của mình mà nhỏ đỏ mặt, hứ. Được rồi bảo trọng, vâng, sao cũng được, sao mình lại trốn đi chứ, Gia Hy đi ra nói, này, mình có chìa khóa. Thì có mấy tên đi tới, cậu đây rồi. Tụi mình tìm cậu khắp nơi đấy. Gì thế, cậu đang cố lảng tránh tụi mình đây à, cậu có thể xuất hiện trên kênh của tụi mình một lần thôi được không? Gia Hy nhìn mà lo lắng, họ là ai? Thuật toán của YouTube sẽ đẩy chúng ta lên xu hướng và chúng ta sẽ nổi tiếng, sẽ tuyệt lắm đấy nếu Rosentia xuất hiện cùng tụi mình đấy. À không, tôi xin lỗi, tôi nói với cậu rồi nếu làm thế sẽ vi phạm hợp đồng. Thôi nào, chúng ta là bạn cũng trường mà, không thể bỏ qua được vụ hợp đồng sao? Hay là cậu sợ chúng mình sẽ không chia doanh thu quảng cáo cho cậu, đừng lo, chúng mình không tệ hại thế đâu, chúng mình sẽ chia cho mà. Sirin thấy mấy đứa này là thấy không ổn rồi nên quay đi, xin lỗi, tôi phải đi rồi. Thì bị khứa này chặn lại, này, cha Sirin, ngay cả khi cậu là Rosentia thì không phải cậu quá phũ sao, chúng mình đã cầu xin rồi đấy, mà cậu còn từ chối thẳng thừng thế làm sao được. Cậu nghĩ cậu nổi tiếng nên có thể đối xử với fan thế này hả, tất nhiên là không rồi. Cậu quên mất cậu nổi tiếng thế nào rồi à, cậu đối xử với chúng mình như là máy ATM, không phải là bạn hay là fan luôn à. Không không phải như vậy đâu, tôi, nhìn mặt tên này sao thấy giống mấy đứa mất dạy vô liêm sỉ thế nhỉ. Tiếc thật, thế thì chúng mình phải làm một video khác, với tiêu đề là, tiết lộ bản chất thật của Rosentia, là hợp nhất rồi, đấy Ed nói có sai đâu. Cậu nghĩ sao, hay là cậu muốn xuất hiện trong video của bọn mình, không có gì kỳ quặc đâu. Chỉ là video hỏi và đáp thôi. Đúng rồi đó, chúng mình chỉ muốn hỏi vài câu mà các nhà báo không hỏi cậu thôi. Ví dụ như là, cậu có bạn trai chưa, hay là nụ hôn đầu là vào khi nào? Ồ, cậu thích câu hỏi vừa rồi không? Phải trả lời cụ thể từng câu hỏi vào đó, ở phía sau Gia Hy đang đi vào trong nhà vệ sinh. Chúng ta nên ngồi xuống ở đâu đó và nói chuyện nhỉ? Sirin thẳng thắn không thể nào mà đối phó được với mấy tên này, hả, mình? Hay là đến quán cà phê nói chuyện đi, tên này nói chưa xong cái xô nước trong bồ cầu bay tới. Đấy như vậy là còn hơi nhẹ đấy, cơ mà Gia Hy đã ra tay thì khỏi phải lo nữa rồi à. Tên này đầu bị u một cục mà rục ngã xuống vũng nước luôn, còn mấy người kia thì bất ngờ à. Gia Hy đi ra làm cái mặt vô tội, xin lỗi, mình lỡ tay, mình thực sự xin lỗi bạn Hiền, mình lỡ tay làm đổ. Tên này bò dậy mà đầy tức giận, cô, mùi gì thế này, có mùi như chất thải vậy. Chắc không phải nước trong bồn cầu đâu a. Đừng có mà đùa, sao chuyện này có thể là vì cô lỡ tay được chứ? Quá rõ ràng là cô đã cố tình ném nó vào mặt của tôi rồi, ấy, đừng nói vậy chứ ha ha. Nhỏ bỏ qua tên đó mà nói với Sirin, a, Sirin cậu đây rồi, mình đang đi tìm cậu đấy, sao thế? Gia Hy kéo Sirin đi, lại đây nào, giáo viên kêu mình tìm cậu, mình nghĩ giáo viên muốn nói điều gì quan trọng với cậu lắm. Tên này gọi lại với cái giọng như là đại ca vậy. Này, Yu Gia Hy, đứng lại đó.
Cô vẫn hân tôi vì cuộc phỏng vấn học sinh chuyển trường đầy khó khăn à, hay là vì tôi ép cô phải phỏng vấn với tôi? Gia Hy cố gắng nói nhẹ nhàng, chắc chắn là không rồi, cậu đang nói về chuyện gì thế? Hai tên này cũng mỉa mai, đợi đã, không phải hai người cùng lớp sao, có phải cô đã nói với cô ấy phải tránh xa chúng tôi đúng không? Tên này lại làm như mình là nhân vật đặc biệt nào đó vậy, wow, cô thực sự dám đối xử người hâm mộ của mình thế này sao, chúng tôi không dễ gì cho qua chuyện này đâu. Cô có biết thế giới này hoạt động thế nào không? Tôi có thể tiết lộ mọi thứ, là Rosentia đối xử với fan như là trò hề. Gia Hy không thể nào mà nhịn để nói nhẹ nhàng với mấy tên này được nữa, mày đang lại nhảy cái đéo gì thế hả? Hả, mày nghĩ mày là ai? Mày tưởng mày nổi tiếng lắm à? Hay mày nghĩ mày là nhân vật chính của bộ truyện này? Gia Hy đi lại trước mặt hắn, sao mày tự tin thế hả? Mày định tiết lộ cái gì? Cô ấy đối xử với fan như thế nào? Thằng này thấy rén rồi à? Mày nghĩ mọi người sẽ tin lời đồn từ loại người như mày à? Tôi không biết ai lại đối xử với fan của mình như vậy luôn. Mày nghĩ mọi người đều suy nghĩ đơn giản như đám các người sao? Mày còn may mắn chán nếu không bị fan của cô ấy tẩy chay và chửi đấy. Bà khứ này nghe Gia Hy nói mà không há được miệng. Hả, cô, Gia Hy lại nói, mày thực sự muốn tôi tiết lộ cho mọi người biết bản chất thật của mày không? Và tiết lộ đám các người chỉ suốt ngày cố gắng bóc phốt người khác phải không? Nếu cha Sirin đăng lên và nói cô ấy không thể chịu nổi các người, thì không biết phần bình luận của các người sẽ vui vẻ thế nào nữa, hay là tôi sẽ cho các người một cách khác để lên nổi tiếng nhỉ? Có ngon thì bá dỗ đây, cống rảnh mà đòi sống sánh với đại dương à, à câu này là Ed nói nha, he he. Còn cái này là Gia Hy nói nè, các người mau cút đi khi tôi còn đang cố nói chuyện tử tế với các người, bọn thảm hại dưới đáy xã hội. Cô, khứa này cay dữ lắm rồi. Đang định vung tay lên đánh Gia Hy. Thế nhưng Gia Hy vẫn đứng đó, có ngon thì đánh hộ chị mày cái đê, bá dô em trai. Khứa này thấy khí thế của Gia Hy mà rén, nên không dám ra tay với nhỏ. Hắn nuốt cục tức lại vào trong mà chắc mắc nghẹn lại luôn a, rồi quay đi. Hắn cùng đồng bọn bỏ đi, đi thôi, Gia Hy nói, chậc, đám này còn chả dám phản kháng nữa. Sirin nói, xin lỗi, Gia Hy quay lại, sao, cô định nói tôi là không nên xen vào à? Không phải là tôi muốn giúp cô đâu. Thế nhưng Sirin lại cúi người xuống mà cảm ơn Gia Hy. Cảm ơn cô nhiều lắm. Gia Hy ngạc nhiên, hả? Đúng là tình huống vừa rồi khó khăn cho tôi thật. Cô không cần phải làm thế. Nhưng tôi rất cảm kích vì đã giúp đỡ tôi. À, không sao đâu mà. Thật ra trong lòng nhỏ khoái lắm a. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Sao đột nhiên cô ta lại thành thật thế? Chỉ là tôi không thể chịu nổi mà đứng xem được. Họ đối xử với cô cũng giống như cách họ đối xử với tôi vậy. Tôi hiểu rồi, dù sao thì cảm ơn vì giúp đỡ, lúc này, cô như là... Đúng rồi, cô như là Kang Lim vậy, ý nhỏ là Gia Hy đã giúp đỡ nhỏ giống như thanh niên vậy đó, Gia Hy nói, đó là một lời khen à. Mình nghĩ, mình đã hiểu nhầm cậu rồi, Gia Hy hỏi, hả, hiểu nhầm. Khi mình nghe Kang Lim kể về cậu, mình bị ấn tượng cậu xấu tính thế nào, Kang Lim, cậu quá đáng lắm, mình nghĩ mình chỉ hiểu nhầm vì Kang Lim đã diễn tả hơi quá mức. Nên nếu được thì chúng ta đình chiến lại được không? Mình muốn nói chuyện với cậu, Gia Hy, mình muốn hiểu hơn về cậu. Vậy sao, được thôi. Trước tiên thì vào trong thôi, mình đã thử rồi nhưng không có chìa khóa. Kang Lim giữ chìa khóa vì cậu ấy là hội trưởng đúng không? Không, mọi người đều có chìa khóa để vào câu lạc bộ. Đây, cậu lấy một cái đi, và cũng xin vào câu lạc bộ đa văn hóa đi. Chuyện này có ổn không? Không sao đâu, chúng mình vẫn đang thiếu người mà. Lúc này Kang Lim cũng đang đi tới câu lạc bộ, à, mình nên làm gì đây? Nếu mình không làm gì, thì hai nữ thần, liệu mối quan hệ giữa họ còn tệ hơn được nữa không? Dù cả lớp có vẻ thích hai người họ chơi với nhau, không biết có thân hơn được không? Nếu có cách để hai người đó thân thiết hơn thì, thanh niên mở cửa đi vào thì bên trong hai người đang nói chuyện vui vẻ với nhau, đúng chứ, ha ha ha. Cậu cũng nghĩ Kang Lim như thế đúng không? Ha ha ha, đúng rồi. Cả lúc chúng mình đi mua sắm cùng nhau lần trước cũng thế, thật sao, ha ha ha. Hai người quay qua thấy Kang liền nói, à, cậu đây rồi, Kang Lim, cậu tới rồi. Thanh niên hỏi, hai người, thân thiết với nhau rồi à? Gia Hy nói, hả, chúng tôi thân thiết, đúng là tính cách chúng tôi có khác nhau thật. Có phải là vì trận đấu cuối cùng của chúng ta, nếu thế thì, mình có vài thứ cần phải nói đấy. Hả, không đời nào, Kang Lim nghe mình. Chúng mình đã làm hòa với nhau trước khi cậu tới đây rồi, không, mình đang cố nói là, thanh niên không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, hả chuyện này là sao? Và là sao thì hóng tập tiếp theo vào ngày mai nhé,
he he.